Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. 6% học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Chủ động phòng chống giặc lửa. Thông tin giả trên mạng xã hội, hậu quả thật. Fed nhận định tăng trưởng toàn cầu vẫn ở mức tích cực. Gian nan xây dựng thương hiệu Hồng Đờ Răng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Sáng nay 4 tháng 10, tổ đại biểu số 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gồm ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Cờ Nhiễu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ và xã Phước Lộc, huyện Đạ Oai. Tham dự buổi tiếp xúc còn có lãnh đạo các sở ngành và chính quyền địa phương. Tại buổi tiếp xúc, ông Cờ Nhiễu, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thông tin nhanh với cử tri xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ và cử tri xã Phước Lộc, huyện Đạ Tẻ một số nội dung dự kiến trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 10 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội. Trong hơn 22 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 9 dự án luật, trong đó có luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, luật công an nhân dân sửa đổi, luật đặc xá sửa đổi, v.v. cho ý kiến 6 dự án luật khác, đồng thời xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và vấn đề quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng thông báo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh Lâm Đồng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp của những tháng còn lại của năm 2018 đến cử tri xã Đạ Lây. Các cử tri xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ tin tưởng vào những quyết sách được đưa ra tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Cử tri xã Đạ Lây cũng kiến nghị xung quanh các vấn đề như thực hiện chế độ chính sách cho người có công, cải cách giáo dục, quan tâm hỗ trợ cho cán bộ hội cơ sở. Một số ý kiến của cử tri cũng tập trung vào việc triển khai xây dựng hồ chứa nước Đạ Lây, hoàn thiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới tại xã Đạ Lây, quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở, thủ tục hồ sơ vay vốn sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội ở địa phương, đầu ra cho nông sản tại địa phương, chi trả khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, v.v. Sau phần ghi nhận và giải đáp chính kiến nghị, ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền của chính quyền huyện Đạ Tẻ và lãnh đạo các sở, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận trả lời một số kiến nghị mà cử tri quan tâm và thông báo phương hướng giải quyết những tồn tại về kinh tế xã hội 9 tháng như vấn đề dịch bệnh trên cây trồng, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản. Đối với vấn đề xử lý các vụ vi phạm luật quản lý và bảo vệ rừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt cho biết. Về lâm nghiệp, về rừng, thì báo cáo với quý vị đại biểu cử tri và tỉnh Lâm Đồng của chúng ta tập trung hết sức là quyết liệt trong vấn đề là công tác quản lý bảo vệ rừng. Xin thưa với các quý vị đại biểu cử tri là nơi nào rừng để bị phá nhiều, nơi nào mà rừng để bị lấn chiếm nhiều thì phải xử lý. Xử lý cán bộ quản lý, xử lý trách nhiệm của chính quyền địa phương, xử lý của chủ rừng và các cái đơn vị có liên quan. Đây cũng là lĩnh vực rất khó khăn, cũng là lĩnh vực cố gắng để mà chúng ta không để ra những cái vụ việc trọng điểm xảy ra. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Lộc, huyện Đạ Oai, các cử tri tại đây đều kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội sẽ là tiếng nói lên nguyện vọng chính đáng của người dân tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 này. Các cử tri cũng có những kiến nghị về những vấn đề mà đông đảo nhân dân tại địa phương quan tâm như công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương, hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, xen dưới tán rừng tại tiểu khu 578, hỗ trợ sửa chữa nâng cấp cầu treo và cầu bê tông tại thôn Phước Bình, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri xã Phước Lộc phản ánh, lãnh đạo huyện Đạ Oai và đại diện các sở ngành đã ghi nhận và giải đáp 5 ý kiến nhằm nhanh chóng giải quyết các vấn đề tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân. Ngoài ra, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng thông tin và làm rõ một số nội dung sẽ được Quốc hội thảo luận, xem xét và giải quyết tại kỳ họp này. Công tác tổ chức cán bộ mà nổi lên là có mấy cái việc. Thứ nhất là trong những ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe cái thông báo trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Như thế thì chúng ta sẽ bầu
chủ tịch Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi đồng chí Trần Đại Quang đã mất cái việc vừa rồi. Và cũng trong cái việc này thì chúng ta cũng sẽ, Quốc hội cũng sẽ bầu danh Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Và việc lấy ý kiến, xin ý kiến của Quốc hội về mức độ tín nhiệm đối với các chức danh mà do Quốc hội bầu. Về các luật thì báo cáo với bà con cử tri là thông thường thì một cái luật thì sẽ có hai cái kỳ họp Quốc hội bàn bạc, xem xét và quyết định, thông thường là như thế. Lần thứ nhất là xin ý kiến, lần thứ hai là thông qua. Thì như vậy có nghĩa một luật ít nhất là cũng phải là hai kỳ họp, tức là phải một năm thì mới có thể thông qua được. Thì trong lần này thì trong cái 9 cái luật mà thông qua thì có những cái luật mà chúng ta thấy là rất là sát sườn đối với cử tri ở đây. Trước hết là ngoài cái luật về phòng chống tham nhũng sửa đổi thì có luật về trồng trọt, luật về chăn nuôi. Trong các luật mà xin ý kiến thì có 6 luật thì sẽ có cái thông qua cái luật về giáo dục. Thì do vậy là tôi nghĩ đây sẽ là một bộ luật mà được nhiều người, nhiều cử tri trong cả nước quan tâm. Cùng ngày, đoàn công tác do ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến khảo sát và kiểm tra tiến độ xây dựng các hạng mục của công trình hồ chứa nước Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ. Hồ chứa nước Đạ Lây có sức chứa 2 triệu mét khối nước, diện tích lòng hồ là 170 hectare, hiện cần triển khai đắp mặt đập, cầu bắc qua hồ, hoàn thiện đập tràn để việc xây dựng hồ chứa này hoàn thành đúng tiến độ vào cuối tháng 12 năm 2018. Để kịp thời củng cố kiện toàn nhân sự của Ban Thường vụ Huyện ủy, hôm qua, Huyện ủy Lạc Dương đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Người được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy và chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lạc Dương là ông Sử Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lạc Dương. Ông Sử Thanh Hoài đã có gần 3 năm được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lạc Dương. Kết quả ông Sử Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lạc Dương đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu đồng ý cao nhất. Sau hội nghị này, ngày 10 tháng 8 tới, Hội đồng Nhân dân huyện Lạc Dương khóa 10 sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ 7 bất thường để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lạc Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Sử Thanh Hoài. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo về việc tổ chức quốc tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức quốc tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc treo cờ rủ theo nghi thức quốc tang tại trụ sở cơ quan đơn vị mình và nơi công cộng trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018. Đồng thời, ngừng mọi hoạt động vui chơi giải trí, các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao trong thời gian quốc tang. 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo kiểm tra giám sát việc treo cờ rủ và dừng hoãn mọi hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao của các tổ chức cá nhân và cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn trong thời gian quốc tang. 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tạm ngừng phát sóng các chương trình vui chơi giải trí trong thời gian quốc tang, tổ chức tiếp sóng các chương trình truyền hình trực tiếp về quốc tang của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáu 6% học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ không được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, đồng thời không được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh. Chủ động phòng cháy, tích cực chữa cháy là biện pháp và hành động tích cực kiềm chế tình hình phức tạp, giảm thiệt hại về tài sản tính mạng do cháy nổ gây ra. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua việc áp dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp đã giảm chi phí nhân công trên 30%, đồng thời hỗ trợ kiểm soát quy trình sản xuất, chất lượng, cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 15 đơn vị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh IoT vào sản xuất. Các công nghệ thông minh bao gồm việc ứng dụng các thiết bị cảm ứng có khả năng phân tích điều kiện tự nhiên để điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, vùng tiểu khí hậu trong nhà kính, phù hợp với khả năng sinh trưởng cho cây trồng. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông minh còn được thể hiện trong việc quản lý quá trình phát triển của nông trại từ đầu vào đến đầu ra, thông qua phần mềm máy tính một cách chính xác, giảm thiểu sức lao động của con người, áp dụng công nghệ tem truy xuất nguồn gốc điện tử, mã QR code trên nông sản nhằm quản lý nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, ứng dụng các vật tư nông nghiệp hiện đại vào sản xuất, v.v. Việc áp dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp đã giảm chi phí nhân công trên 30%, đồng thời hỗ trợ kiểm soát quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có gần 14.300 hectare cây ăn quả, tăng 16,4% so với năm 2013, năng suất đạt 120 tạ một hectare, tăng 7% so với năm 2013. Thời điểm bắt đầu thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Đây là kết quả của quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp với điều kiện canh tác của từng địa phương. Đặc biệt, tại ba huyện phía Nam đã chuyển đổi một số diện tích cây lúa, cây điều năng suất thấp sang canh tác các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như sầu riêng, măng cụt và các loại cây có múi. Ngành chức năng cũng đã tích cực hỗ trợ các nông hộ về vốn, giống, kỹ thuật canh tác và xúc tiến tìm đầu ra sản phẩm để chuyển đổi cây trồng. Vì vậy, đến nay, sản lượng trái cây của Lâm Đồng đạt hơn 116.000 tấn mỗi năm. Chuyển sang thông tin khác. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, năm học 2017-2018, số học sinh sinh viên toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%, tăng 8% so với năm học trước. Trong đó, tỷ lệ tham gia theo từng khối như sau. Khối học sinh trường phổ thông trung học đạt 91%, khối học sinh trung học cơ sở đạt 95%, sinh viên thuộc trường cao đẳng và đại học trong tỉnh tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,8%. Các địa phương có tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cao như huyện Lâm Hà có 99% học sinh tham gia, Đơn Dương có 98%, Lạc Dương có 100% học sinh tham gia. Tuy nhiên, vẫn còn 6% học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Từ đó các em sẽ không được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, đồng thời không được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh. Nhằm hướng đến mục tiêu 100% học sinh sinh viên trong toàn tỉnh cùng tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng và Sở Dục đào tạo tỉnh đã cùng ký văn bản hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện bảo hiểm học sinh sinh viên năm 2019. Cụ thể, hướng dẫn đã nêu rõ trách nhiệm của nhà trường, của bảo hiểm xã hội các cấp và phòng giáo dục đào tạo các huyện thành phố trong tỉnh về việc thực hiện bảo hiểm học sinh sinh viên. Trong đó nhấn mạnh đến việc đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho học sinh sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường công tác tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ cho học sinh sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế, thiết lập duy trì thường xuyên kịp thời chế độ thông tin hai chiều giữa cơ quan bảo hiểm xã hội huyện thành phố với phòng giáo dục đào tạo các trường học trên địa bàn để thông tin giải quyết kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên của các trường học. Sáng ngày 4 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn định vị thương hiệu và phát triển sản phẩm du lịch năm 2018. Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là cán bộ đang công tác tại Phòng Văn hóa Thông tin các huyện thành phố và các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch đã được lãnh đạo Tổng cục Du lịch giới thiệu một số nội dung về tổng quan du lịch Việt Nam, đặc điểm của sản phẩm du lịch, thực trạng phát triển sản phẩm du lịch hiện nay, các quy trình phát triển sản phẩm du lịch, phân đoạn thị trường du lịch, chiến lược trong phát triển sản phẩm và thị trường du lịch, giải pháp phát triển thương hiệu các dòng sản phẩm gắn với du lịch, tổng quan sản phẩm du lịch về tham quan di sản thế giới, du lịch văn hóa, lễ hội đương đại, ẩm thực, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và những định hướng trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025. Thông qua hội nghị là dịp để các cán bộ làm công tác văn hóa du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nắm bắt những kiến thức cần thiết, qua đó nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm du lịch, để từ đó vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh du lịch chuyên nghiệp bền vững, thu hút nhiều du khách đến với địa phương. Hôm nay 4 tháng 10, ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian qua, phòng cháy chữa cháy là một trong những công tác quan trọng bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản nhà nước và của nhân dân.
góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chính vì lẽ đó, chợ, trung tâm thương mại luôn được xác định là một trong những loại hình cơ sở xếp loại đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ. Do vậy, cần làm gì để phòng cháy chữa cháy chợ và các trung tâm thương mại có hiệu quả là ghi nhận của phóng viên thời sự nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 17 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Được xem là một trong những trung tâm thương mại đầu mối lưu thông phân phối hàng hóa lớn nhất của tỉnh, chợ Đà Lạt đang khai thác hơn 900 quầy sạp ở 12 ngành hàng với hơn 800 hộ kinh doanh. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong những năm qua, Ban Quản lý chợ Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa cháy nổ một cách hiệu quả. Hiện nay, cơ sở trang thiết bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy luôn được chợ Đà Lạt quan tâm đầu tư mua sắm sửa chữa định kỳ, trong đó đang tiến hành lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, đầu tư sửa chữa hệ thống điện tại khu B theo thiết kế đã được phê duyệt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chợ Đà Lạt vẫn còn những quầy sạp hẹp, hàng hóa nhiều, khách đến chợ đông. Trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của từng người khác nhau, nên khó tránh khỏi trường hợp vi phạm như lấn chiếm mặt bằng, sử dụng điện sai quy định. Tăng cường tuyên truyền đối với các hộ tiểu thương là sử dụng điện đúng theo quy trình, vi phạm đã quy định trong nội quy của ban quản lý chợ. Ngoài ra thì cái công tác thường xuyên kiểm tra đó, thì hàng tuần như vậy là vào tối thứ 3, 5 và 7 thì chúng tôi cho anh em thực tập công tác kiểm tra các phương tiện dụng cụ, đặc biệt là máy móc, để làm sao khi có sự cố xảy ra thì hoạt động nó được tốt hơn. Đối với cái diện tích của chợ thì hiện nay là tương đối là quá tải. Tuy nhiên là với trách nhiệm ban quản lý là chúng tôi thường xuyên nhắc nhở và phân công một cái tổ mặt bằng thường xuyên đi tuần tra trên khắp địa bàn. Nếu trường hợp nào vi phạm thì chúng tôi nghiêm túc xử lý và kiến nghị thành phố ra quyết định để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Và mỗi một ngành hàng thì phải có một cái công tơ điện riêng. Không ai xài chung với ai và không có được thắp nhang này, không được mở máy quạt hoặc là nấu ăn. Tất cả những thiết bị khác thì tụi chị đều không sử dụng. Rồi ngoài ra là hàng ngày thì các anh chuyên lên loa và nhắc nhở tất cả các chị em phải thường xuyên bảo quản hàng hóa của mình, giống như lề đi lối lại phải thông thoáng để mà lỡ có cái sự cố gì xảy ra thì nó tiện để cho các anh làm. Và chị thấy bắt thêm cái hệ thống phòng cháy trên này thì chị thấy là tốt. Với 16.000 m2, trung tâm thương mại Big City Đà Lạt hiện đang trực tiếp khai thác và cho thuê 55 gian hàng kinh doanh đối với nhiều ngành hàng khác nhau, cũng là một trong những địa điểm tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ. Do vậy, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Ngay từ khi xây dựng, đơn vị chủ quản đã quan tâm đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tương đối hoàn thiện với hệ thống bể chứa và cung cấp nước trữ lượng lớn, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường, trụ nước chữa cháy xung quanh khu vực và các loại bình bột, dụng cụ phục vụ chữa cháy kịp thời. Phòng cháy chữa cháy ở đây thì đảm bảo toàn đồ xịn gà đó. Hồi này mình bỏ đồ ra mình thử thì em cũng coi đó toàn đồ mới hết, mà có chỗ nào xì xiệc gì đâu. Như vậy là tốt rồi. Thuốc men là phải ra ngoài hút, ngút ở trong này được. Ở đây em thấy khá là tốt đấy anh, tại vì hầu như chẳng như là vô tình có báo động hoặc gì ấy, tất cả mọi người hoặc là an ninh bảo vệ có thể tới đây kịp thời để phòng cháy chữa cháy cho mọi người, và có khói gì lên an ninh cũng rất là kịp thời để chứa phòng cháy chữa cháy cho cái bixi mình luôn đấy. Đối với đơn vị quản lý chợ Liên Nghĩa huyện Đức Trọng, từ nhiều năm qua cùng với việc củng cố đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tương đối hoàn chỉnh, lãnh đạo đơn vị còn chỉ đạo các bộ phận làm tốt công tác phòng cháy như duy trì kiểm tra hệ thống báo cháy chữa cháy tự động, tăng cường công tác bảo vệ, kiểm tra hàng hóa, kiểm tra an toàn hệ thống điện, hệ thống lăng, vòi phun cho công tác phòng cháy chữa cháy. Đơn vị cũng đầu tư được các trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ. Hàng quý thì được sự hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thì ban quản lý chợ sẽ bổ sung hồ sơ các cái trang thiết bị còn thiếu theo hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Thì ban quản lý chợ cũng có sổ sách để kiểm tra và cập nhật hàng tuần, hàng quý. Khi có các sự cố hỏng hóc thì có nhân viên của tổ kỹ thuật là thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo phục vụ sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ. Để chủ động đảm bảo an toàn cháy nổ nói chung và phòng cháy chữa cháy tại các khu vực chợ, trung tâm thương mại nói riêng, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ban hành kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ mở các đợt cao điểm kiểm tra đồng loạt các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh.
trong đó chú trọng đến những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân, rồi các cơ sở chấp hành tốt các cái quy định, chấp hành tốt các cái yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức đảm bảo cái lực lượng phòng cháy cháy cơ sở hoạt động tốt, cũng như tổ chức tiến hành tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên, cho cơ sở và tổ chức huấn luyện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, rồi lực lượng phòng cháy cháy dân phòng. Đồng thời với đó, lực lượng phòng cháy cháy chuyên nghiệp cũng đã tổ chức xây dựng và tổ chức thực tập các phương án phòng cháy cháy phối kết hợp giữa nhiều lực lượng, cũng như là phối kết hợp trực tiếp với các cơ sở quản lý. Theo số liệu thống kê cho thấy, số vụ cháy chợ và trung tâm thương mại chỉ chiếm 1,24% tổng số vụ cháy, nhưng thiệt hại chiếm tới 23,8%. Để khắc phục những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại trung tâm thương mại và các chợ trên địa bàn tỉnh, với phương châm 4 tại chỗ, các cấp, các ngành, đoàn thể cần phải tích cực vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ động phòng cháy, tích cực chữa cháy là biện pháp tích cực, kiềm chế và giảm thiệt hại về tài sản tính mạng do cháy nổ gây ra. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sáng 4 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện với sự tham gia của 150 cán bộ hội viên Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trong một ngày, các học viên đã được tìm hiểu các nội dung về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế, quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế. Tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thanh tra, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về bảo hiểm y tế, v.v. Qua lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ hội viên Chữ thập đỏ được trang bị thêm một số kiến thức về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và đặc biệt là kỹ năng về truyền thông cộng đồng. Từ đó, vận động người dân nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với huyện ủy Đà Oai vừa tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị không tập trung khóa 45 tại huyện Đà Oai. Lớp có 81 học viên tham gia học tập nghiên cứu 6 chuyên đề chính, đó là những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, v.v. Kết quả đánh giá chất lượng học tập có 19 học viên đạt loại giỏi chiếm 23,4%, 61 học viên đạt loại khá chiếm 75,3%, một học sinh trung bình chiếm 1,23%. Dịp này, trường cũng đã khen thưởng cho 9 học viên hoàn thành xuất sắc các nội dung của lớp học. Phần tin trong nước và quốc tế. Người dùng mạng xã hội cần phải trang bị kỹ năng tỉnh táo chọn lọc, tiếp nhận thông tin để không bị mắc vào những cái bẫy của tin giả. Giới chuyên môn nhận định, kinh tế toàn cầu vẫn đang tăng trưởng tốt dù có chút áp lực. 9 tháng đầu năm 2018, ngành lao động thương binh và xã hội Đắk Lắk đã tổ chức 100 lớp đào tạo sơ cấp và thường xuyên cho 3.599 lao động nông thôn với kinh phí thực hiện trên 12,3 tỷ đồng. Trong đó, từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ 7,5 tỷ đồng, đã mở 37 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 1.221 người, 19 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 664 lao động nông thôn học nghề. Từ nguồn ngân sách địa phương, các huyện đã bố trí gần 4,9 tỷ đồng để mở 44 lớp đào tạo nghề thường xuyên và sơ cấp cho trên 1.500 lao động nông thôn. Nhiều lao động sau khi được học nghề đã tìm việc, tạo việc làm phù hợp, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc cung cấp, đưa tin bịa đặt, không có căn cứ, nhất là trên các mạng xã hội, đã và đang gây nên những hệ lụy khôn lường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua ghi nhận của chúng tôi. Thường xuyên sử dụng Facebook để tìm kiếm thông tin, chị Nguyễn Thảo Uyên đã từng tin vào những lượt share của bạn bè trên Facebook về chương trình giảm giá cực sốc của một hãng thời trang lớn. Thế nhưng chị đã hoàn toàn mất công xếp hàng từ sớm, khi đó thực ra chỉ là thông tin giả mạo. Ra tôi mới cũng đi xếp hàng từ 7 giờ sáng, nhưng mà sau đấy thì đến khi mà nhân viên mở cửa ra thì
bạn ấy bảo là không có cái chương trình khuyến mại nào cả. À, tôi rất là buồn, đi về thì biết được là cái tin đấy là cái tin fake. Trường hợp như chị Uyên chỉ là một hậu quả rất nhỏ mà những thông tin giả trên Facebook mang lại. Mới đây, khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đi thăm hỏi những nạn nhân được cấp cứu sau sự cố xảy ra tại đêm nhạc điện tử Công viên nước Hồ Tây, ngay lập tức trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin quy kết một trong số nạn nhân, đó là con gái của một vị bộ trưởng. Đây là một tin đồn thất thiệt, ác ý, gây nên những làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Hay như vụ việc hai người phụ nữ bị nghi là bắt cóc trẻ em và buôn bán nội tạng, bị người dân ở Sóc Sơn, Hà Nội phát hiện, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, đã khiến dư luận, đặc biệt là các nhà có con nhỏ rất hoang mang một thời gian dài. Với 40 triệu tài khoản Facebook ở Việt Nam, số lượng người dùng cao ở vị trí thứ 7 thế giới, thì bất cứ ai cũng có thể là một nạn nhân dự bị của mạng xã hội. Những thông tin mà các bạn đó thu nhận được, gặt hái được, chia sẻ và chuyển hóa thành nhận thức của mình là rất nhiều, trong đó sẽ có rất nhiều những cái thông tin lệch lạc hoặc những cái tin tức mà nó hoàn toàn là sai lạc với bản chất của cái sự việc. Thực tế, quy định về việc xử lý tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội chưa có kiểm chứng gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 20, Điều 21 Hiến pháp năm 2013. Hành vi này ngoài xử lý dân sự, hành chính, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 226 Bộ Luật Hình sự năm 2009. Nếu các cơ quan chức năng như là công an, này, thanh tra thông tin truyền thông này thực sự là vào cuộc và họ nhanh chóng khi mà phát hiện thông tin mà thất thiệt trên mạng thì họ nhanh chóng phối hợp với các cái nhà cung cấp dịch vụ, các cái nhà mạng để truy nguyên cái nguồn thông tin xấu, rồi thì hoàn toàn có thể xử lý được cái vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng các cái chế tài hiện có. Bên cạnh việc tăng cường xử lý những hành vi tung tin đồn giả mạo lên mạng xã hội, thì chính những người dùng cũng cần phải trang bị kỹ năng tỉnh táo chọn lọc tiếp nhận thông tin để không bị mắc vào những cái bẫy của tin giả. Sởi, phát ban dạng sởi, ho gà, cúm, v.v. là những dịch bệnh đang xuất hiện nhiều trong thời điểm giao mùa. Trong đó, các bác sĩ lo ngại số ca mắc sởi đang ngày càng nhiều, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhập viện trong tình trạng sốt cao, biến chứng viêm phổi nặng, bệnh nhi này được chẩn đoán mắc sởi. Điều đáng nói là dù đã 6 tuổi, nhưng bệnh nhi vẫn chưa được tiêm phòng một mũi vaccine nào. Dạ, cháu chưa được tiêm bởi vì mỗi lần cháu có vaccine về thì cháu lại bị ho nóng, thế đâm ra là cháu không được tiêm, nên có cái thiệt thòi đấy. Còn những bệnh nhi này đều mắc sởi và biến chứng thành viêm phổi nặng, phải thở oxy. Mặc dù chưa đến tuổi tiêm phòng vaccine sởi, nhưng nhiều bé đều bị nhiễm chéo khi điều trị tại bệnh viện. Đầu tiên cháu bị viêm phế quản phổi, xong thì cháu vào khoa hô hấp chống độc. Cháu điều trị được một tuần xong thì cháu về, thì 3 ngày sau cháu sốt lại. Thì cháu lại lên đây, thì các bác bảo cháu bị viêm, lại bị sởi, thì cháu lên đây. Có lây qua đường hô hấp, từ những các bạn, có bạn ở trên tuyến tỉnh ấy, thì các bạn bị sởi, thì sau khi cháu tiếp xúc qua đường hô hấp ấy, thì là bị lây từ các bạn ở tuyến tỉnh ấy. Vâng. Tại khoa truyền nhiễm hiện đang điều trị cho gần 20 bệnh nhi bị mắc sởi với các biến chứng viêm phế quản phổi. Hầu hết các bé đều chưa được tiêm phòng. Thời điểm hiện tại, khoa cũng liên tiếp điều trị cho các trường hợp bị mắc cúm, ho gà. Đặc biệt, số ca mắc cúm tính từ đầu năm đến nay được điều trị tại bệnh viện lên tới 1.435 ca bệnh, số ca mắc sởi lên tới 250 ca. Ở trong cái thời điểm giao mùa này thì đầu tiên là những cái bệnh lý và đặc biệt bệnh lý đường hô hấp. Giao mùa thì bao giờ cũng nói đến cái ảnh hưởng của cái niêm mạc đường hô hấp của các cháu, nó bị tổn thương và sau đó thì nó bị mắc những cái virus, vi khuẩn ở tại cái khu vực đó. Những cái virus hiện tại chúng ta thường gặp ví dụ như cúm, cúm A chẳng hạn, hoặc là những cái virus hợp bào hô hấp, hoặc là những cái adenovirus, rất là nhiều những virus mà những cái hắt hơi, sổ mũi rồi có thể đưa đến một tình trạng sốt, rồi có thể là sốt cao thì đều có thể liên quan đến rất là nhiều đến virus. Các chuyên gia cũng cảnh báo, từ nay đến cuối năm, dự báo số ca mắc sởi sẽ tăng lên do năm nay là thời điểm của chu kỳ dịch sởi. Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa cũng là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus, vi khuẩn phát triển. Vì vậy, tiêm phòng vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh này. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell nhận định, triển vọng kinh tế toàn cầu hiện vẫn ở mức tích cực bởi tình trạng bất ổn chỉ xảy ra tại một số thị trường mới nổi. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell nhận định,
kinh tế toàn cầu vẫn tăng trưởng tốt dù có chút áp lực. Theo ông Powell, mặc dù viễn cảnh kinh tế Mỹ khá lạc quan, song điều quan trọng là phải chú ý tới các diễn biến ngoài nước và tại các thị trường mới nổi. Đây là một trong những rủi ro trên nguyên tắc mà các nhà hoạch định chính sách đang đối mặt. Hiện tại, tăng trưởng của nền kinh tế phát triển đang giảm nhẹ, trong khi một số thị trường mới nổi lại trải qua khủng hoảng và hứng chịu một số áp lực. Trước đó, hôm 26 tháng 9, Fed đã công bố tăng lãi suất từ mức 2,0% lên 2,25%. Đây là lần thứ ba trong năm nay Fed tăng lãi suất trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh và lạm phát dao động xung quanh mục tiêu 2%. Chủ tịch Fed nhấn mạnh, chính sách kìm hãm đà tăng lạm phát của Fed đã giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt trong thời gian qua. Hôm qua, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ đã kết thúc sau hơn một thập kỷ cắt giảm chi tiêu trong nhiều lĩnh vực công. Phát biểu tại Đại hội Thường niên Đảng Bảo thủ cầm quyền, bà May cho biết một thập kỷ đã trôi qua kể từ sau khủng hoảng tài chính, mọi người cần biết rằng chính sách thắt lưng buộc bụng đã kết thúc. Thủ tướng May cho biết kế hoạch chi tiêu mới của chính phủ trong nhiều năm tới, bắt đầu từ năm 2019, vừa tiếp tục giảm nợ nhưng sẽ tăng cường dịch vụ công. Thâm hụt ngân sách của Anh đã được cắt giảm xuống còn gần 2% GDP từ mức chiếm 10% năm 2010. Ngoài ra, bà May cũng kêu gọi các đảng viên đoàn kết về Brexit và ủng hộ kế hoạch rời Liên minh châu Âu của bà. Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đảng bảo thủ cầm quyền đang bị chia rẽ sâu sắc liên quan tới kế hoạch Brexit của bà May. Kế hoạch này cũng bị EU phản đối. Khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức về quỹ đất và môi trường sống. Để giải quyết bài toán này, chính phủ Singapore sẽ tiếp tục tìm kiếm và triển khai các giải pháp sáng tạo và bền vững trong việc thiết kế, cũng như quản lý xây dựng đô thị dựa trên năng suất và công nghệ. Đây là tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện về kiến trúc và xây dựng năm 2018 đang diễn ra tại đảo quốc Sư Tử. Phát biểu khai mạc ngày 2 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat cho hay nước này đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có đánh giá mới cho các tòa nhà có hiệu suất năng lượng ít nhất 60%, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, sử dụng công nghệ tiên tiến trong phòng cháy chữa cháy cho các tòa nhà. Bên cạnh đó, chính phủ cũng triển khai sáng kiến trị giá 3 triệu đô la Singapore, trang bị camera an ninh, cảm biến thông minh, dữ liệu khoa học, phân tích video và trí tuệ nhân tạo. Singapore sẽ phải tập trung đẩy mạnh 3 lĩnh vực về hạ tầng, bao gồm tăng cường giải pháp thiết kế đô thị, cải thiện hiệu suất xây dựng, tối đa hóa áp dụng các công nghệ mới. Môi trường xây dựng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Singapore. Chuỗi sự kiện về kiến trúc và xây dựng quy mô lớn nhất Singapore diễn ra trong 3 ngày từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 10, thu hút khoảng 10.000 đại biểu và khách tham quan. Đây là dịp để giới thiệu tới công chúng những công nghệ và xu hướng mới nhất, đáp ứng nhu cầu về môi trường xây dựng luôn thay đổi của Singapore trong tương lai. Tiền ảo đang trở thành một hình thức thanh toán được chấp nhận tại nhiều nơi trên thế giới. Mới đây, phòng tranh House of Fine Art, nơi trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm trị giá tới 115 triệu đô la Mỹ, đã lần đầu tiên cho phép khách hàng mua tranh bằng các loại tiền ảo như Bitcoin. Theo phòng tranh House of Fine Art, khách hàng có thể mua các tác phẩm bằng các loại tiền ảo thông qua công nghệ Upheld, một nền tảng tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ đám mây. Điều tốt nhất của tiền ảo là tốc độ giao dịch. Ví dụ như khi thấy tác phẩm của Joseph Klybanski và muốn mua, tôi chỉ cần rút điện thoại ra và dùng ví điện tử. Mức trị giá 25.000 bảng của bức tranh, tương đương 5,02 Bitcoin, sẽ được thanh toán nhanh chóng. Tôi trả 5,02 Bitcoin và bức tranh đã thuộc về tôi. Đối với việc thanh toán bằng tiền ảo, mối lo lớn nhất là nguy cơ tiền bị các tội phạm công nghệ đánh cắp khi đang thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, nhà đồng sáng lập phòng tranh House of Fine Art, Elio Dana, cho biết phòng tranh này có thể theo dõi sự biến động trong thời gian thực và các giao dịch hoàn toàn minh bạch. Bộ sưu tập của House of Fine Art bao gồm các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay như Emmanuel Ribojas và Maxim Akunchik. Trong tháng 10 và tháng 11 này, House of Fine Art sẽ tổ chức hai đợt triển lãm tại phòng tranh ở London và Los Angeles. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay. Tuy giá cả bấp bênh, nhưng với hy vọng mai này, quả hồng đờ răng sẽ có chỗ đứng vững vàng trên thị trường bằng thương hiệu của riêng mình, nên nhiều người trồng hồng vẫn không muốn phá bỏ loài cây đã gắn bó lâu đời với họ. Một trong những đặc sản của thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương đó là quả hồng. Khu phố Phú Thuận là nơi có diện tích hồng lớn nhất. Cũng từ nơi đây, nhiều giống hồng ngon như vuông tám hải, vuông đồng,
chín nên và nhiều giống hồng khác đã được đưa đi tiêu thụ trên cả nước. Thế nhưng, nhiều năm nay, việc xây dựng thương hiệu hồng Phú Thuận Đờ Răng lại rất gian nan và cho đến mùa hồng năm nay, người dân vẫn phải bán quả hồng trôi nổi trên thị trường. Thời điểm này, tại khu phố Phú Thuận thuộc thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, cây hồng ăn quả đang bước vào giữa vụ. Lượng hàng đầu mùa tuy có hút khách nhưng giá cả chỉ ở mức trung bình. Cho dù những năm gần đây, diện tích cây hồng đã bị thu hẹp, sản lượng giảm do người dân chuyển sang trồng cây trồng khác. Loại hồng được thu mua cao nhất là hồng chín nên với giá từ 20 đến 25 ngàn đồng một ký tại vườn. Các loại hồng khác dao động từ 7 đến 20 ngàn đồng một ký tùy chủng loại và chất lượng. Chứ nói về cây kinh tế thì đều không mạnh lắm, chứ nói chung cây hồng là làm bây giờ nói chung là theo cây hồng vẫn còn có sống được. Chú là chú người nhà nông mà chú thích có thương hiệu lan trên cả nước thì cái vật giá mình nó phải có giá hơn. Chứ còn ở đây nhiều hồi cổ mấy vừa ở đây nó bán nó chỉ nói bây giờ nó đi 5-7 tỉnh rồi mà nó cứ nói nó cứ đi gắn điểm đó thì mình nhà vườn mình đâu có biết đâu. Bấp bênh là thế, nhưng những nông dân ở đây vẫn muốn gắn bó với cây hồng. Câu chuyện xây dựng thương hiệu hồng Phú Thuận Đờ Răng cũng đã được đề cập đến nhiều năm nay, nhưng nông dân vẫn chưa thể khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Mình đóng đi là mấy cái chợ mà chợ tỉnh là người ta quen biết cái mặt hàng của mình ở đây rồi. Cứ tới mùa là mình liên hệ với người ta là mình đóng xuống là người ta biết à, cái hàng đó là hàng Đơn Dương, hàng đó là hàng Đờ Răng. Là người ta biết rồi, à, cứ vậy thôi. À, đó là cái uy tín cá nhân thôi. Còn nếu mà bây giờ mình xây dựng một cái thương hiệu là giống như là uy tín của một cái vùng miền của mình luôn vậy đó. Để người trồng hồng bớt khó khăn, địa phương đã nhiều năm tìm cách xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu hồng Phú Thuận Đờ Răng đã gặp trở ngại khi việc điều chỉnh chi giới hành chính thành phố Đà Lạt trong những năm tới có thể quy hoạch thị trấn Đờ Răng thuộc vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt. Theo cái quy hoạch Đà Lạt của vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì Đà Răng là cái vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt. Vì vậy nên là các cái thương hiệu, các cái nhãn hiệu của Đà Răng thì cũng sử dụng của thành phố Đà Lạt. Riêng đối với cái hồng Đà Răng thì ở huyện cũng đã xây dựng thương hiệu, tuy nhiên thì nó bị vướng là do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã xây dựng cái thương hiệu này rồi, nên là Đơn Dương không có xây dựng nữa. Cái việc sử dụng sau này thì sẽ phối hợp với lại thành phố Đà Lạt để sử dụng cái thương hiệu này. Thực tế, thị trấn Đờ Răng là địa phương có diện tích cây hồng ăn quả lớn nhất tỉnh với trên 1.000 hectare. Với thổ nhưỡng khí hậu đặc thù giao thoa giữa hai vùng khí hậu nhiệt đới và ôn đới, nên chất lượng quả hồng ở đây được đánh giá ngon ngọt hơn những nơi khác. Theo vào đó, người dân nơi đây đã gắn bó với cây hồng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Họ am hiểu và phát triển nhiều giống hồng phù hợp và linh hoạt chuyển đổi những giống hồng thị trường ưa thích. Vì vậy, nếu không xây dựng được một thương hiệu riêng, thì người trồng hồng ở Đờ Răng sẽ gặp những thiệt thòi nhất định. Tôi cũng đang liên hệ với phòng kinh tế hạ tầng huyện để xem xét cái việc mà mình làm một cái nhãn hiệu riêng được hay không, hay là phải lồng ghép với cái nhãn hiệu của Đà Lạt. Thì nếu như mà sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện thôi. Thì tuy nhiên thì ở góc độ ở địa phương thì cũng Đờ Răng thì nó có một cái đặc thù riêng. Đó, nếu như gắn nhãn hiệu Đà Lạt thì trái hồng Đà Lạt thì chúng tôi cũng phải tính toán về trong cái chỉ giới địa lý cũng như là cái trong cái đóng gói sản phẩm bao bì để nó có cái người dân họ, người tiêu dùng họ sẽ biết được cái đặc trưng của trái hồng Đà Răng. Cây hồng từng là cây trồng chủ lực của thị trấn Đờ Răng. Sau những năm gần đây, nhiều gia đình đã chặt bỏ cây hồng để trồng la ghim. Vì có những thời điểm giá hồng xuống thấp tới mức giá bán không đủ tiền công thu hái. Tiếc nuối vì phải loại bỏ cây trồng mà mình đã gắn bó. Nhờ nó mà bao đời nay, nhiều thế hệ được nuôi sống lớn lên dưới tán những cây hồng. Vì vậy, phần nhiều những người trồng hồng vẫn không muốn phá bỏ. Với hy vọng mai này, quả hồng Đờ Răng sẽ có chỗ đứng vững vàng trên thị trường bằng thương hiệu của riêng mình. Chỉ khi có thương hiệu vững vàng, người trồng hồng sẽ bớt phần thấp thỏm trong mỗi mùa vụ mới. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.